À, chào mọi người. Không, tẩy chế, bây giờ mới bắt đầu. Thì đây là cái bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái Photoshop để mà mình tạo được một cái bức ảnh manip đơn giản thế này. Tại sao mình gọi nó đơn giản? Bởi vì là trong cái bức hình này các bạn có thể thấy là nó không có nguồn sáng nào hết và nó chỉ đơn giản là mình cắt ghép bỏ vào là xong. Đó, cho nên là mình nói nó đơn giản là bởi vì vậy, nó không có nguồn sáng. Chứ còn nếu mà trong những cái nguồn sáng có những cái bức hình mà mình buộc phải thêm nguồn sáng vô thì lúc đấy mình lại phải bắt đầu là bóng đổ rồi các thứ kèm theo, nó rất là phức tạp. Cho nên là chỉ vài thôi là à rồi chờ mình tí xíu mình đóng cái cửa lại đỡ ồn ha. Rồi thứ năm của mình rồi ok. Thì định nghĩa của manip thì nó đơn giản là cái gì, định nghĩa manip thì nó là đơn giản, người ta định nghĩa là nó là sự kết hợp của nhiếp ảnh và Photoshop, đa phần là về Photoshop bởi vì mình sử dụng những cái kỹ thuật cắt ghép. Thì nhờ cái kiểu cắt ghép từng mảnh vào vậy thì chúng ta sẽ từng cái thành phần riêng vào thì chúng ta có một cái bức ảnh mới tùy theo thể hiện được cái ý đồ của chúng ta. Ví dụ như ở đây mình có cái bức ảnh như thế này, thì cái này là một cái phần bài tập trên lớp của mình, thầy yêu cầu là làm một cái poster, và không nói nhất thiết là poster về cái gì cả. Cho nên là ngay cái lúc mà mình ngồi mình nghe yêu cầu vậy thì bật lên trong đầu là làm về manip. Thì tới đây cái đâu rồi trời. Thì cái lúc mà mình bật ý tưởng như vậy thì cái đầu tiên mình nghĩ là mình phải lọc bỏ đi những cái ý tưởng mà dạng là về những cái khung cảnh bối cảnh mà nó có nguồn sáng thì rất khó, cho nên là mình bật ra cái thể loại này là chỉ có một cái nền màu trắng và có người. Sau khi mình đã xong rồi mình sẽ thêm chữ và những cái thêm, ví dụ như là cái credit, người ta gọi hay gọi là cái credit á, thì nó biến thành một cái poster phim, thành cái poster nộp cho thầy là xong. Cho nên là giờ mình tạm thời bỏ cái credit này đi thì các bạn có thể thấy là đây là một cái manip bình thường. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn. Thì ở đây mình có một số cái layer ở đây. Thì đây là tổng kết tất cả những cái mà phần mình làm. Ví dụ như là đây là cái lớp blend trên cùng ha, lớp blend màu đó, còn cái lớp này là của người ha. Đó. Thì đây mình sẽ từ từ mình xử lý toàn bộ những cái này. Giờ là cho mình hỏi có bạn nào đầy đủ cái stock chưa? Có bạn nào có đủ stock chưa? Còn ai thiếu nữa không? Giờ mình sẽ bắt đầu tạo một file mới ha. Thì ở đây mình đã bật sẵn cái folder stock của mình lên trong này. Đâu rồi? Desktop, stock, đây. Mình sẽ tạo một cái file mới. Tạo một cái file mới ha. Và mình sẽ lấy kích thước tùy các bạn, ví dụ như là A3 hoặc A3 hoặc là A4. Thì đây mình sử dụng cỡ A3 cho nó bự và để 300. Xài tới 300 rồi ha. Và color profile này mình chỉ không có in và mình chỉ hiển thị trên màn hình máy tính thôi, cho nên mình chọn là sRGB và click OK. Ôi vẫn các bạn chưa có ha. Ai có rồi mình gửi up lên cho bạn ấy tải về với. À, yên tâm đi, mình có quay lại màn hình mà. Đó, có cái file đó. Ở đây mình sẽ tạo một cái file mới ha, và mình đặt nó là khổ dọc bởi vì mình tạm thời mình đang để là làm cái poster, và poster thì thầy yêu cầu là để dọc nên mình sẽ để dọc. Tuy nhiên các bạn có thể để ngang, ví dụ như là để sau này các bạn làm hình nền máy tính chẳng hạn thì chúng ta để ngang thì nó hợp lý hơn. Mà đây mình muốn để dọc nên mình sẽ để dọc, các bạn có thể để ngang tùy.
là mình sẽ mở cái stop lên và kéo thả cái hình cho nó ra một cái khác đi, kéo thả lên cái thanh trên này ha, để mà mở nó ra một cái tab mới. Thì trong tab này thì mình sẽ cắt hình người ra, để cho dễ cắt mình sẽ tạo một cái curve. Theo đúng dạng gọi là đúng chuẩn thì chúng ta sẽ phải cắt từng tí thì nó mới ra được cái kết quả đẹp nhất. Nhưng mà đây mình đang lười, mình cắt nhanh cho nên là tốt nhất là các bạn sử dụng pen để mà chúng ta chọn cái nền cho nó nhanh. Không không, ý là dùng pen thì nó là sao, nó chi tiết hơn, nó đúng cái đúng từng cái chi tiết một. Nhưng mà đây mình sẽ cắt nhanh bằng cách là mình tăng cái độ phân giải lên bằng cái một lớp level, và sau đấy thì mình tạo một cái lớp chung bằng cách đè phím Ctrl Shift E. Đó, thì nó sẽ tạo cho mình một cái vùng chọn tương đối dễ hơn một chút so với việc để là hình gốc, thì chúng ta sẽ hơi khó tạo cái vùng chọn. Thôi cái gì đây? Masking. Ê shit. Bị gì vậy? Husky của mình đâu rồi? Biến mất tiêu rồi. Ok bỏ đi. Mình sẽ tạo vòng tròn ha. Should be last. You want to continue? Yes. Ôi, cùi bắp quá. Bỏ đi. Mình sẽ refine edge ha. Và không. Ctrl Shift E và mình đảo ngược vòng tròn lại vào refine edge. Cái cách chọn nền như vậy thì các bạn có rất là nhiều cách. Nhưng mà theo mình nghĩ tốt nhất là mình nên dùng pen và đi từng tí thì nó hay hơn, chứ so với việc là mình search bằng level vậy thì nó không có được hay lắm. À, kết quả nó như gì vậy? Không. Thôi. Quay về cách truyền thống, xài pen. mình sẽ Ctrl L ha và cho nó một cái contrast tương đối tốt một tí, nhìn cho nó dễ. Sáng sáng lên chút rồi click OK. Đây mình sẽ đi pen từng tí. Trong thời gian mình đi pen thì các bạn có thắc mắc thì các bạn có thể nêu ra ha, và có thể chị Uyên sẽ hướng dẫn trả lời dùng. Còn giờ mình lo đi pen đã. Mình thắc mắc là sao ông Công ông đi pen nhanh dữ vậy ta, kiểu cắt bừa. Ở đây có bạn nào thắc mắc về cách xài pen không? Kiểu đi pen nó không được theo đúng ý, hay là đúng rồi cách này lâu, nhưng mà thường thì những cái cách nào lâu thì nó lại đem cho chúng ta cái kết quả gọi là đúng là chuẩn. ví dụ như vậy thì mình sẽ đi từng bước từng bước từng bước. sau khi làm xong rồi, ví dụ mình lấy cái này chẳng hạn, sao thế, không không cái gì. Mình sẽ tạo vùng chọn bằng cách bấm chuột phải và chọn Mix Selection, để không ha, và bấm Ctrl J, chữ J lên là nó lên được một cái phần mình cắt ra. Theo các bạn có thể thấy là tới đây mình sẽ có cái đường path, cái đường cắt nó hay hơn so với lại cái đâu rồi. Bật cái poster của mình lên đi, lấy hình rồi quá. Cho nó nhanh, bây giờ ngồi cắt thì nó tốn thời gian chắc chết. Mà chịu khó cắt ha, nhưng mà lát nữa thì mình sẽ gửi cái PSD này cho các bạn nghiên cứu luôn cho nó nhanh. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên tập làm từ đầu
nó hay hơn. Thì ở đây mình sẽ lôi cái hình này tại lười nên lôi hình cũ ra. Rồi lôi này qua. Rồi đó, ví dụ vậy. Rồi ok, đây là mình đã có thằng người ha. À, bây giờ mình tạm thời tắt. Mình sẽ xử lý cái background trước. Ở đây mình sẽ cho nó một cái background. Đâu rồi? Background. Background nó là đây. Foggy này nè. Vậy đi cho nó nhanh. Mình sẽ thêm cái background vào. Và mình đè phím Shift ha và kéo ở những cái góc này ra. Tới khi nào mình cảm thấy là nó ổn, chuyển nó đi một chút, thấy ok là được, enter. Đây chúng ta có một cái background tương đối, và mình sẽ mở trở lại cái này. Nếu mà nếu các bạn có thắc mắc về cái pen tool thì các bạn có thể coi cái tool của chị Uyên. Chị Uyên có một cái tool về pen tool tương đối hay và khá là đầy đủ, các bạn có thể coi thì nó hay hơn. Thì ở đây mình thì đây mình đã có cái stock người và cái stock nền. Thì cái này mình sẽ đặt tên là background cho nó dễ, chữ ground với sao vậy, ground được rồi, này đâu thiếu. background sao convert smack bà Uyên. Stephen là gì? Sao? Stock đẹp và chất lượng á ha. Stock đẹp và chất lượng, nếu mà xài hàng free á, các bạn lên DeviantArt. Đây các bạn coi DeviantArt ha. Ví dụ như là hình hình cái nền này chẳng hạn, thì mình sẽ Forest Foggy, Forest Foggy vậy đi. Anh sẽ click search ha. Cứ 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 nhập cái từ khóa mà bạn muốn search. Ví dụ như là tốt nhất là mình sử dụng cái ảnh, ảnh gì, ảnh nó tương đối lớn đó, thì mình sẽ search à không, chúng ta sẽ search bằng tiếng Anh thì nó dễ ra nhất ha. Các bạn có thể vào Translate Google đó, thì nó search ra trước, thì nó sẽ bên tiếng Anh nó sẽ hay hơn. Sau khi bạn đã click xong, các bạn click vào cái dòng resource and stock image thì nó sẽ ra một loạt những cái stock về cái mà mình tìm, và đây đa phần là những cái lớn. Khi nào bên này nó có cái dấu cái giỏ này nè thì nó mới bắt chúng ta mua thôi, còn lại không thì chúng ta ví dụ như là cái đây, cái này của mình đây nè, cái này mình tìm đây nè, đó thì nó sẽ có cái bên tải nè. Thì như cái này là 1.700 nhân 2.500, tương đối lớn nên là rất là dễ tìm những cái lớn. Hoặc là chúng ta vào image Google, một trang tìm thần thánh, ví dụ forest ví dụ vậy. Bạn click vào search tool ha, click search tool và cái size này nè gọi là large. Thì ở đây cũng sẽ có những cái bức ảnh ở kích thước lớn chúng ta tải về vô tư, giống như là 1.600 nhân 1.000 lớn thôi, đủ size, dư sức cho chúng ta sử dụng cái cho cái bức hình của mình. Rồi ok, rồi ở đây mình đã có cái hình người sau khi cắt ra và hình background. Thì ngay phía dưới hình background mình sẽ thêm cái cánh. cái cánh đâu rồi, cánh đây, lôi vào. Cũng như cái cánh này mình tìm trên DeviantArt luôn. Các bạn có thể mở rộng nó ra một chút cho nó vừa vừa tí. Ở đây mình thấy nó bên này nó hay nó nhô cao hơn nên mình sẽ để cái con trỏ chuột vào cái phần góc ở ngoài một chút xíu, nó sẽ ra cái icon dạng xoay này ha. Anh sẽ click và kéo sang bên trái một chút xíu cho nó tương đối bằng bằng với lại cái stock hình người á, tương đối thì là được rồi.
Ok, click enter hoặc là click dấu check trên này, enter hoặc là dấu check đó là nó xong. Thì mình ở đây mình sẽ tạm thời tắt đi. Các bạn có thể thấy là đây đang có hai phần dư thừa ở đây, thì mình sẽ một là xóa luôn. Các bạn có thể chọn vùng chọn ha, tạo cái vùng chọn là ngay cái chỗ mình cần xóa ha. À, những cái này mình không cần phải layer mask làm gì, mình cứ thẳng tay delete thôi. À, đang là smart object, à, có thể click enter, cái okay, lấy brush chẳng hạn, click ở ngoài cái nó cũng cho chúng ta rasterize, hoặc là các bạn bấm chuột phải, các bạn chọn rasterize nó cũng ra ha, rasterize layer nó sẽ ra. Các bạn sẽ delete, tạo thêm cái vùng chọn ở đây nữa và delete luôn các bạn như này. Delete rồi, mở lại rồi, tạm thời chúng ta có này. Chúng ta sẽ chọn hai cái layer này bằng cách chọn một cái rồi để phím control chọn một cái tiếp. Các bạn chọn cái layer move tool rồi các bạn kéo qua một chút, hoặc là để phím hay là chúng ta sử dụng cái phím phím gọi gì, phím điều hướng ở trên cái bàn phím của các bạn đó. Ok, mình sẽ tương đối cho nó rộng rộng một chút, bởi vì mình cần hai bên này cho nó tương đối có tí khoảng cách, để mà lỡ sau này chúng ta đột xuất mà không cần đem đi in chẳng hạn thì nó vô tình người ta in lệch đi một chút xíu thì nó cũng không sao. Chứ còn nếu mà chúng ta để nó sát quá thì nhiều khi buồn buồn nó cắt lẹm vào phát xong mất chi tiết hết điểm. Rồi ở đây mình đã tạm thời ghép xong được cái phần background ha, phần người và phần cánh. Thì ở đây mình bắt đầu xử lý tới phần người. Ở đây phần người mình muốn cho nó có một cái độ contrast và nó giảm bớt màu đi chút, bởi vì những cái phần mà đa phần trên màu phim chẳng hạn thì chúng ta sử dụng những cái màu nó hơi lợt lợt đi á, thì nó hay hơn so với việc là chúng ta để cho nó no màu, tức là màu nhìn nó tươi tắn á, thì nó thường là không hợp lắm. Bởi vì mình ở đây mình muốn tạo một cái rồi chừa hai bên cho thoáng. Mình sẽ rồi. Mình sẽ tăng một chút contrast. Đây các bạn có thể thấy là nó đang bị áp dụng lên toàn cả cái bức hình luôn. Nhưng mà mình chỉ muốn cho nó vào cái layer bên dưới là cái layer hình người thôi ha. Thì một là các bạn đè phím Alternate, các bạn click vào giữa hai cái layer này. Tức là chúng ta tạo một cái clipping mask, nghĩa là cái những cái ở trên này mình tạo clipping mask nó chỉ áp dụng vào cái ở dưới thôi, không có những ở dưới khác nữa. Đúng rồi, ý ở đây là cái phần background này mình đang để nó màu hơi xám, thì ở đây mình cũng phải để cho cái hình người này nó tương đối nó xám một chút. Thì bằng cách là chúng ta vào đơn giản như là Hue Saturation và chúng ta giảm saturation toàn bộ, đang mình để master ha, mình giảm đi saturation toàn bộ đi cho nó tương đối nó xám xám lợt lợt đi chút xíu. À đây mình thấy ok rồi. À, các bạn có thể thấy là nó sẽ đồng màu với lại cái background hơn, bởi vì ở đây background của mình đang là màu xám, nó tương đối là thấp, có độ saturation tương đối thấp, cho nên là cái hình người mình quăng vô nó cũng phải có cái độ saturation tương đối thấp thì hai cái nó mới hợp hợp cả với nhau được, đúng không? Thì ví dụ như mình không có lớp này đi, các bạn có thể thấy là nó quá chói và nó hơi nổi bật quá đấy. Nói chung là nổi bật thì ổn thôi, nhưng mà ở đây nổi bật là ổn, nổi bật quá rồi là không được rồi. Thì ở đây ok mình sẽ click tạo thêm một cái hue saturation mà giảm bớt saturation đi, để mà cho cái độ bão hòa màu nó giảm bớt đi, màu sẽ bị nhạt đi và nó tương đối đồng đều với cái màu background bên dưới, hai thằng nó sẽ hợp hợp cả với nhau hơn. Rồi tiếp tục mình muốn sao nó hơi tối thì phải, mình sẽ tạo thêm một lớp level, vẫn là click tạo clipping mask bằng cách là để Alternate click vào đây, hoặc là chúng ta click nhanh ở phía dưới này cũng có cái tạo clipping mask luôn ha. Clipping mask là kéo cái bên thanh bên này là thanh bên line, thì tuần trước mình đã nói rồi, bạn có thể coi lại, mình sẽ kéo vào trong một chút xíu cho nó sáng hơn. Ok hay là được rồi. Rồi thì tạm thời đó là xong cái phần phần người. Tuy nhiên là ở đây mình nghĩ nếu như phần người như vậy thì nó chưa có hay, bởi vì lý do là phần người ở đây thì nó đang là một cái mình muốn thể hiện được cái sức mạnh, ví dụ như là thể hiện được cái gân cốt rồi cơ bụng sáu múi chẳng hạn đó, thì chúng ta để màu gốc thì ok thôi, nhưng mà ở đây mình muốn nó nhấn mạnh hơn nữa đó, mình muốn nhấn mạnh nhất là vào những cái đấy để mà người ta nhìn thấy là những cái gân cốt như vậy. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái lớp dot and burn để mà chúng ta nhấn nhá những cái chi tiết như vậy.
thì chúng ta sẽ tạo dotted border như sau. Mình thấy nhiều người sử dụng là chúng ta để phím mà Ctrl Alt Shift E để mà tạo một cái layer mới là tổng hợp những cái layer ở dưới và chúng ta dotted border như đấy. Thì cái cách này á, mình cảm thấy nó không được hay. Lý do là bởi sau này ví dụ như là mình chỉnh sửa những cái ở dưới này á, thì nó lại không áp dụng những cái ở trên, bởi vì cái trên này là cái tổng hợp tất cả những cái dưới, nó che hết rồi. Cho nên là mình sẽ phải làm sao tạo được một cái layer dot and burn mà chỉ có cái chi tiết dot and burn, tức là chỉ có sáng và tối thôi, không có những chi tiết khác. Thì bằng cách là như sau, chúng ta sẽ sử dụng cái blending mode overlay. Thì cái blending mode overlay này á, thì cái blending mode overlay này nó cho chúng ta được một cái hiệu ứng như sau. Cái overlay nó sẽ làm cho những cái layer mà mình đang thao tác nó hòa trộn với những layer ở bên dưới, nhưng mà tăng độ contrast, chỗ nào sáng thì nó cho sáng hơn, chỗ nào tối nó cho tối hơn, 50% nó xóa bỏ. Thì ở đây mình sẽ dựa vào cái lý thuyết đấy, mình sẽ tạo một cái layer dot and burn riêng. Ở đây mình sẽ tạo nó là, đặt tên nó là dot, thôi đi, dot and burn. Rồi, mình sẽ để nó là overlay và fill nó, là đổ màu lên nó. Fill này, ta có thể bấm Shift F5 hoặc chúng ta vào Edit chọn Fill, chọn là 50% gray, tức là độ xám 50%, đúng chính xác 50% thì nó mới bị biến mất. Còn nếu đây chúng ta ví dụ để nó màu đi, có thể thấy nó phủ nguyên một lớp màu xám, nhưng mà khi chúng ta để overlay thì nó sẽ khử luôn cái màu xám đi, nguyên trong cái nhóm này nó sẽ khử màu xám đi ha. Nhưng mà đây mình chọn overlay thì để nó tăng cái độ contrast. Thì ở đây thì mình sẽ dot and burn lên cái lớp này. Ví dụ như đây phần ngực là ok, mình kéo bồi bồi chút xíu, những cái phần cơ mà nó nổi bóng lên, chúng ta bồi bồi nhẹ nhẹ đi một chút, nhẹ thôi. Đó, ví dụ vậy. Rồi phần cơ ngực ha, sau mũi này, kéo nhẹ thôi. Ví dụ như các bạn có một cái Wacom hay là cái hãng nào đó sử dụng là cái bản vẽ đó, thì ở đây cái bước này chúng ta rất là có lợi, bởi vì nó cho chúng ta một cái sự chi tiết để đi đúng vào những cái mà mình cần. Thì ở đây mình sẽ xong cái bước dot, tức là làm sáng, tiếp theo là burn làm tối. Mình cũng sẽ thu nhỏ brush lại và burn đi những chỗ mà mình cảm thấy cần nó phải chìm xuống một chút xíu để nhìn cho nó đẹp hơn. Ở đây mình cảm thấy exposure nó đang hơi bị mạnh, mình sẽ giảm bớt đi một chút xíu, và những cái khe này và những cái vai này, cho nó vai nó sâu hơn chút. Chẳng vậy, mình có một cái tút riêng về cái này cho nên là cứ thoải mái. Các bạn có thể xem lại cái bước này riêng ở trong cái tút đấy. Ok, mình sẽ ở đây làm nhanh mà cho nên là Exposure lúc nào chúng ta nên làm tương đối nhỏ thôi, chúng ta làm cho nó nhẹ nhàng thôi, bởi vì cái dot and burn này chúng ta lúc mà chúng ta làm chúng ta không để ý đâu, nhưng mà sau khi làm xong chúng ta bật đi mở lại, các bạn có thể thấy là cái áp dụng cái mức độ áp dụng lên nó rất là mạnh. Cho nên là nếu chúng ta vô tình chúng ta không để ý kỹ á, thì nó sẽ bị mờ đi. Không nó sẽ bị quá tay, nó bị lố á. Rồi ok, các bạn có thể thấy ở đây, ok là mình như mình dot luôn cả ra ngoài rồi. Rồi ok. Sau sau cái bước dot and burn, các bạn có thể thấy là cái gân cốt rồi cái sáu múi này nó nổi bật lên hơn nhiều và nó hay hơn, cho chúng ta cái cảm giác về sức mạnh nhiều hơn. Thì ở đây là đó là cái cách dot and burn, rất là đơn giản, không có gì phức tạp, bởi vì cái này mình chỉ nương theo những cái phần về sáng và về tối có sẵn, cho nên là nó không có bị thay đổi nhiều quá. Ok, thì ở đây là xử lý xong về cái phần người. Thì đây nguyên cái phần này là phần người, em thể thấy nguyên cái phần này phần người ha, chúng ta tắt đi này, mở lại những cái này, ai có thể nó rất là khác nhau ha, nó có thể thể hiện được cái sức mạnh đó, cho nên là nó đúng với lại cái này hơn.
Ví dụ như các bạn muốn thêm saturation, các bạn có thể ấy không tăng cái contrast lên, các bạn có thể sử dụng rất nhiều cách khác, ví dụ như là sử dụng curve để tăng cũng được, hoặc là chúng ta buồn buồn xài gradient map và để overlay, ví dụ như mình muốn để gradient trắng đen ha, cho nó xuống đây tí xíu, để phim internet, hoặc là click đây để tạo clipping mask và hình người, và để soft light hoặc là overlay cũng được. Nhưng mà cái cách này nó không hay ở chỗ là nó không theo cái ý muốn của chúng ta, ví dụ như là mình cần chỗ nào sáng thôi hay là cần chỗ nào tối. Còn cái phần gradient map này nó chỉ tạo trên những cái contrast, những cái chênh lệch độ sáng tối có sẵn trên hình, cho nên là nó không được theo ý muốn. Mình khuyên các bạn là chắn nhất là sử dụng đôi bơ, bởi vì mình muốn mọi thứ là phải vào trong cái độ kiểm soát của mình nó tốt hơn một chút xíu nữa. Ví dụ như là đây cái cách tách lớp ra chẳng hạn vậy, chúng ta có thể thấy là cái phần này chúng ta có thể chỉnh đi chỉnh lại, hoặc là như cái dot and burn này chúng ta thấy nó đang bị đậm quá chẳng hạn, chúng ta giảm bớt opacity đi cũng được, nên nó hay hơn. Tức là mọi thứ nó trong tầm tay của mình và mình quản lý nó thành từng layer riêng biệt, thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại sau này, nó hay hơn so với việc là các bạn tạo một cái layer mới rồi dot and burn trực tiếp lên nó, chúng ta không có làm cái việc này được. Rồi ok, đó là xong cái phần về người và cánh. Chờ tí để mình coi coi, phần cánh này có vẻ nó đang hơi tối, mình sẽ cho nó sáng hơn chút xíu. Click vào cái phần cánh ha và tạo một cái layer mới, và mình sử dụng cho nó nhanh, mình xài brightness contrast, tạo clipping mask cho đâu rồi cái cánh. Ok, mình sẽ tăng brightness lên một chút xíu để chúng ta thấy được cái chi tiết ở trong. Rồi vậy là ok rồi, đây mình có thể thấy được là được rồi. Rồi tạm thời là xong về cái phần này, nhưng mà ở đây mình muốn cho nó có cái cảm giác là nó gọi là sao, nó lung linh, nó huyền ảo hơn. Thì cái cách làm lung linh huyền ảo hơn đơn giản nhất là chúng ta tạo thêm một lớp sương mờ. Thì ở đây mình đã có cái sương mờ có sẵn ở đâu rồi, đây một đống cái khế tốc khói là còn nhiều hơn nữa, mà mình chỉ up lên chừng này thôi, bởi vì nhiêu đây là đủ rồi. Mình sẽ sử dụng cái đâu rồi, các bạn thích cái nào các bạn sử dụng cái đấy, ví dụ như là đây mình kéo cái này vào trước đi, ok, và cho nó xuống cái layer background ở dưới thôi. Mình chưa muốn cho nó ở trên ha, tạm thời mình muốn lung linh cái phần background hơn chút xíu, bởi vì cái background này nó đang hơi đơn điệu. Và ở đây các bạn có thể để ý là những cái texture mà chúng ta tải trên mạng về, những cái người ta gọi là cái gì texture, cái hoa văn hay là cái gì đó, hay là những cái hiệu ứng tuyết rơi chẳng hạn, thường người ta sẽ làm sẵn cho chúng ta và nó để trên cái nền đen cho chúng ta. Bởi vì sau khi chúng ta sử dụng nền đen, chúng ta place, tức là chúng ta mở lại bằng Photoshop, chúng ta muốn khử nền đen đi cực kỳ đơn giản bằng cách chọn cái layer đó và chọn cái blending mode là screen hoặc lighten. Ở đây mình thấy screen có vẻ cho kết quả tốt hơn, thì mình sẽ kéo nó xuống đây ha, Ctrl T này, mở rộng nó ra một chút xíu, hoặc là canh chỉnh lại những cái vị trí cho nó hợp lý. Đó là được một lớp, thêm nhiều lớp khác nữa cho nó gọi là gì. Đó, rồi mệt quá rồi, tạm thời mình để vậy đi. Tạm cách đi, mình cảm thấy ở đây nó có một cái đường này nó đang bị phân cách ra, chúng ta sẽ tạo một cái layer mask cho cái layer mà bị lỗi đó, tạo layer mask cho nó ha, và chọn brush màu đen. Brush màu đen thì nó sẽ giúp chúng ta che bớt những cái phần bị hiển thị, che bớt những cái chi tiết ở trong cái layer chính, và chúng ta sẽ chọn brush màu đen ha, click chọn vào trong cái layer mask. Các bạn có thể thấy là cái layer mask chúng ta đang được chọn. Đây các bạn có thể thấy là có bốn cái góc này đang được chọn, hoặc là mình click ở đây thì chúng ta đang là thao tác trên hình gốc, hoặc là click vào chọn vào đây thì nó sẽ có thể thấy là bốn cái góc này nó hiện cái vị trí, hiện cái dấu để chúng ta đang thao tác trên đấy. Và đây thì mình sẽ sử dụng cái brush màu đen và kéo một đường qua thì nó sẽ tạo như vậy, tức là mình dùng màu đen tức là mình đang che đi á, mình kéo qua đâu thì nó che đi chỗ đấy, ví dụ như là mình kéo qua đây cái đây, nó che bớt đi phần này. Nhưng mà không, mình chỉ sẽ ví dụ thôi, chứ mình sẽ chuyển qua màu trắng bằng phím X ha, chuyển nhanh từ
màu background sang màu foreground, là màu nền hoặc màu trước, bằng phím X, XY, XY. Ví dụ như vậy. Ok. Thì ở đây là xong được một lớp, mình tạo tiếp một lớp khác. Cái lớp này mình cảm thấy nó đang có hơi màu xanh. Ví dụ để screen đi. Mình cảm thấy nó hơi xanh xanh. Thì các bạn có thể làm nhanh bằng cách là adjustment edit. Ok. Đang bị đứng rồi. Ok. Bấm chuột phải rasterize. Rasterize. Edit adjustment và chọn desaturate. Các bạn click vào cái này ha, và các bạn vào image adjustment và chọn là desaturate hoặc là shift control U. Thì các bạn có thể thấy là cái phần khói này đang nó sẽ tạo thành đúng màu trắng đen thì nó hay hơn. Như hồi nãy thì nó có hơi màu xanh thì nó cũng không hay lắm, cho nên là mình xóa bớt đi. Đây mình sẽ mở rộng nó ra luôn để cho nó, hoặc là xoay bớt đi chút xíu, phải để ngang đi, xoay lại kéo thêm cho nó vừa. Ví dụ mình cho nó ra đây luôn chẳng hạn, cảm thấy vậy là đẹp. Ok, click enter ha, và giảm bớt opacity đi chút xíu. Là tạo thêm một cái layer mask và chọn màu hơi xám xám để mà giảm bớt một chút xíu ở đây đi, nhìn cho nó lạ lạ. Rồi. Tiếp tục thêm một lớp khói nhé. Nhưng mà các bạn có thể thêm tùy ý, tới khi nào cảm thấy nó vừa ý rồi thì thôi. Đấy, click tạo thêm, cứ cầm kéo vào thôi ha. Và đấy, cái khói này mình thấy hột hột không đẹp lắm. Đấy, bỏ đi, anh delete bỏ ha. Kiếm cái khói khác. Đây. Cái này đi. Mình sẽ kéo kéo cho nó phủ hết luôn, tại vì khói thì mình ví dụ mình để screen để mờ mờ đi ấy, thì nó cũng không có hiện ra cái bị bể nhiều lắm, cho nên mình không cần lo. Giảm opacity đi chút xíu. Rồi ok. Các bạn có thể thấy là cái nền nó tương đối ổn rồi. Ở cái phần dưới này nó hơi trống trống thì lát nữa mình sẽ thêm những cái khác sau. Thêm chữ chẳng hạn, thì mình bây giờ mình sẽ rời cái đống này, rời nguyên cái hình người và hình cánh này lên ha, kể cả những cái blending mode của hình người luôn, mình sẽ rời lên chút xíu để mà lát nữa chúng ta lấy chỗ chúng ta thêm cái chữ. Rồi ok, tới đây các bạn theo kịp không? Thôi không ai trả lời luôn. Gần kịp. Vậy tốt rồi. Thì đó là những cái bước tương đối đơn giản, các bạn có thể coi lại và mình sẽ làm lại, thao tác lại nó sẽ hay hơn. Thì đó là trên cái cách mà chúng ta xử lý những hình người, các bạn có thể thấy là chúng ta tăng giảm contrast rồi thêm dot and burn, những cái bước đấy là đơn giản, chúng ta làm đi làm lại hoài rồi nó kiểu như nó thành cái bản năng luôn á, thì nó sẽ hay hơn. Rồi ok, tức là xong. Mình đã xử lý xong cái background ha, xử lý xong người ha, và xử lý tới cái cánh xong rồi. Tới giờ chúng ta sẽ thêm những cái lăn tăn nhỏ nhỏ. Đó là cái phần tan vỡ ở dưới này chẳng hạn. Tan vỡ nó rất là có nhiều cách, nhưng mà ở đây mình phát hiện ra cái stock này nó, ôi trời, cái này nó thấy nó tương đối hay, chúng ta có thể cầm kéo thả vào luôn ha. Ai sao cứ ra này vậy. Rồi ok, cái enter thì đây mình sẽ cho nó nằm dưới ngay người ha, nằm dưới người, dưới cánh luôn đi. Thì đây mình sẽ move nó, chọn lại cái đấy, đặt tên nó là cái gì cho nó dễ nhớ đi, ví dụ tan vỡ chẳng hạn. Rồi mình sẽ dùng Move Tool và kéo nó, Ctrl T. Ta sẽ Ctrl T và sau đấy chúng ta co giãn cái phần ở cái góc này ha, cho nó phù hợp lại.
Ví dụ như là đây mình thấy nó hơi to, mình sẽ cầm kéo nó bớt lại hơn chút xíu nữa. À, các bạn thêm bớt vào cho nó ok. Khi chúng ta cảm thấy ổn rồi, bạn click ok, enter hoặc là click vào cái commit transform. Ok, nó sẽ ra cái như vậy. Nó tương đối hay bởi vì cái phần dưới hồi nãy mình làm tương đối mờ mờ nên các bạn có thể thấy là ở đây ví dụ như là mình muốn như ví dụ như các bạn cắt mà nó bị như thế này chẳng hạn, ví dụ đâu rồi. Stop này là stop gì vậy? Mình không biết là phải gọi là cái stop gì nữa. Ở trong cái file stop mà mình gửi các bạn cũng có đấy, cái file 7, file 8 á, nó để ở định dạng là PNG hết rồi. Tương đối hay. Mình có một đống trong kia mà mình cảm thấy hai cái này là ok nhất nên mình sẽ lấy. À, mình sẽ nếu các bạn chưa có thì mình có thể tải ha. Rồi ở đây mình cảm thấy nó đang có vài cái nó bay linh tinh như này, mình thấy không ổn. Mình sẽ quay trở lại cái tan vỡ, tạo một cái layer mask và bôi màu đen và những cái phần mà chúng ta mà mình không muốn nó hiện. Ví dụ như là đây cái phần này vớ vẩn nó hiện ở đây thì không cho. Như là cái những cái này không cho. À, cái này không thích chúng ta xóa hết đi. À vậy là ok rồi. Được chưa? Rồi tạm thời. À, bạn nào có link stock thì up lên, gửi lại link stock cho mấy bạn chưa có ha. À, rồi ok. Thì các bạn có thể tải sau, coi lại clip này và làm lại ha. Và nhớ là làm lại tự mình thao tác thì nó sẽ hay hơn, thì nó linh động hơn. À, làm nhiều rồi chúng ta nó cái này nó dạng như là nghề thôi mà. À, thuộc về nghề rồi thì cứ làm nhiều là tự động nó rành nghề thôi chứ không. Nếu mà đi học lý thuyết không thì chẳng bao giờ mà chúng ta lên được. Rồi, ok thì đã là xong. Ta tạm thời thêm được cái tan vỡ này ha. Và đây các bạn có thể thấy là cái có mình có quay lại. Đúng rồi, do lúc tách bị mờ thì các bạn có thể thấy là ví dụ như các bạn không mờ đi thì các bạn có thể tạo một cái layer mask như mình và chọn brush màu đen với lại cái phần hardness nó là 0% để mà nó có cái phần mềm nhất. Chọn màu đen ha và bôi vào cái layer mask và những cái phần dưới này sao cho nó mờ mờ đúng với ý đồ các bạn là được rồi. Ok thì đó là xong. Sau khi là mình tạo thêm cái texture, những cái hoa văn, cái chất liệu, à, đúng rồi, cái chất liệu giống như là tan vỡ, mình sẽ lợi dụng ở đây luôn. Mình không biết là cái này ứng dụng thật là để làm cái gì nhưng mà tạm thời mình cho vào đây, mình thấy nó đẹp là mình xài thế thôi. À, đây mình sẽ xử lý nó thêm một chút xíu nữa. Các bạn có thể thấy là ở phần người này mình muốn cho người ta hiểu là ở cái phần này là phần tan vỡ của cái người, cho nên là cái phần phần cái những cái đống này thì nó có phải có cái chút gì đó nó giống như là hình người ở đây. Ví dụ có thể như hình người ở đây, ví dụ như là đây là đang màu cam đi. Ok, cái này cũng sẽ phải có hơi hơi một tí màu cam thì nó hay hơn. Chúng ta làm bằng cách là chúng ta sẽ click vào cái layer tan vỡ ha, tạo một lớp lớp gì đây, mình sẽ sử dụng curve đi. Rồi, công cụ thần thánh ở đây mình sẽ thêm cái một chút màu đỏ nè. À, nhớ tạo clipping mask ha. Tạo clipping mask vào cái phần dưới. Thêm chút màu đỏ nè và thêm chút màu kem. Lý do tại sao nó ra được màu này thì ở cái streaming trước thì mình cũng đã giải thích rồi. À, đó là màu đen, màu xanh thì nó đối nghịch với lại màu vàng và màu đỏ thì đối nghịch với màu cyan, màu xanh xanh nghĩa là giống như xanh dương á, xanh da trời á. Thì khi mà mình trộn hai màu đỏ màu vàng lại, tức là mình tăng màu đỏ tăng màu vàng, hai màu đấy trộn lại ra màu cam, thì màu cam đấy giống như là màu người thế thôi. Chúng ta sẽ có cảm giác là ở cái phần này nó đã tương đối là cái phần của người. Và có thể tắt mở này, thấy nè đó, lúc đầu nó có cái màu nó hơi lạnh. À, sau khi chúng ta thêm vào ha thì nó sẽ đổi màu ở những cái vùng highlight đó, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái cảm giác là cái này đúng là của người thật thì nó hay hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sao đây, thêm cái gì nữa. À, cái phần này phần người nó đang hơi tách biệt so với cái phần background bởi vì cái phần người không có khói. Mình sẽ tạo thêm một lớp khói lên phần người ha, và mình sẽ sử dụng cái này chẳng hạn, mình kéo thả vô.
Và ở cái lớp khói này mình sẽ để nó ở trên cùng, nằm lên trên luôn. Và mình sẽ sử dụng là screen như lúc đầu mình đã giải thích. À, Ctrl T và co giãn keo thả như thế nào đấy cho nó hợp lý. Các bạn cảm thấy hợp lý là được. À, đâu rồi. Trời ơi, em yêu số cúp học vậy trời. À, tạm thời là vậy, enter. Và mình sẽ chỉnh màu cam. Muốn chỉnh màu cam thì mình chỉnh hai cái màu còn lại. Rồi mình sẽ tạo cái layer mask ha. Và bôi tẩy đi những cái vùng ở phía ngoài. Hoặc là đơn giản nhất chúng ta cho cái layer mask này màu đen luôn bằng cách là Ctrl Y. Là Ctrl Y này thì nó Ctrl Y thì nó sẽ cho cái chúng ta cái kết quả là màu đảo ngược, màu nghịch đảo là invert đó. Thì cái màu layer mask này thì nó đang màu trắng, khi chúng ta sử dụng inverse là đảo ngược lại thì màu trắng ngược màu đen, nó sẽ full màu đen luôn. Thì ở đây mình sẽ làm ngược lại như hồi nãy là nó đang màu trắng, mình sử dụng brush màu đen để bôi đi. Thì ở đây mình vừa invert lại cái màu trắng thành màu đen bằng phím Ctrl Y, thì ở đây nó sẽ tạo thành màu đen và toàn bộ những cái layer này nó sẽ bị che hết. Thì ở đây mình sẽ làm ngược lại bằng cách sử dụng cái brush màu trắng và mình cho nó hiện ra ở những chỗ mà mình muốn nó hiện. Ví dụ như ở đây mình đang sử dụng brush màu trắng ha, và mình bôi ở một số chỗ như ở đây chẳng hạn. Đây, click vào thoải mái đâu ở đấy nhận. Ok, vậy là được rồi. Mình cảm thấy vậy là được rồi. Và mình sẽ giảm bớt opacity đi chút cho nó đồng đều hơn. Rồi các bạn có thể thấy là đây cái hình người tương đối là nó cũng có khói giống như nền. Đây thì đã xử lý xong cái phần làm cho cái người nó có cái hiệu ứng, tức là nó bị ảnh hưởng môi trường của cái layer background thì nó sẽ thật hơn. Rồi, ok, thế là xong cái phần người. Tiếp theo tới cái phần mà đa phần các bạn rất là thích, chữ. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là như cái hình gốc. À, hình gốc thì mình sử dụng là cái gì rồi? Hình gốc mình làm cái gì ta? Desktop. Hình poster. À, hình gốc à, đây mình sử dụng là The Lost Angel. À, mình cũng làm The Lost Angel luôn ha. À, như là những cái brush, à, như những cái tool trước đây mình đã giới thiệu về cách tạo đấy, tạo cái cái gì cái tag tag cái chữ đó. Ở đây mình sử dụng bởi vì đang là phần thiên thần mà. Phần thiên thần thì nó cho chúng ta một cái cảm giác, mình cần một cái chữ cho chúng ta cảm giác về nó cảm giác là tương đối hoài cổ một chút xíu, cho nên mình sẽ sử dụng phông có chân, phông serif. Và cái phông mà mình ưa thích nhất trong cái đám phông serif á, thì đó là cái phông Trajan. Phông Trajan, click vào ha. Mình sẽ gõ chọn phông màu đen và kéo chọn. À, để thấy chữ D. Ôi sao nó dẹp bớt đi vậy. À, coi lại đây coi. Là trăm. Đúng rồi mà ta. Sao nó móp đi vậy. À đây. Không. Đờ. À, vậy được rồi. Đó. Đờ. À, mình muốn nó có một cái bài trí nó tương đối nó đồng đều hơn. Ở đây mình sẽ sử dụng cái bài trí là cân bằng, tức là hai bên nó cân bằng với phần ở giữa. Thì mình sẽ sử dụng chữ The Lost Orb chẳng hạn, thì nó có mình sẽ sử dụng là The Lost of Angel. Thì chữ Angel của mình sẽ là cái người ta gọi là cái key đó. Thì cái key này thì mình sẽ sử dụng nó nhấn mạnh, mình cần nhấn mạnh cái hai từ là Lost và Angel, tức là sự biến mất của những thiên thần đấy. Thì cái chữ thiên thần với sự biến mất thì nó phải nhấn mạnh trong đấy, thì cái chữ Angel tức là chữ thiên thần nó phải nhấn mạnh nhất, bởi vì nó là cái chữ đầu, nó là cái chữ gọi là tiêu đề mà. Ở đây mình có chữ D, trang nhất dễ quản lý nhất là thì chúng ta sẽ cho mỗi chữ là một cái layer riêng, tức là mình click xong rồi mình click ra ngoài tạo một cái layer, tạo một cái chữ khác off.
Rồi ở đây mình sẽ tạo cái layer tên loss. Ok, và cái loss này chúng ta sẽ cho nó bự hơn. Kiểu 70 chẳng hạn. Ok. Kéo nó tạm thời chúng ta cứ xếp bằng mắt đi. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn cái align sau. The loss. Ok ha, và intro nó nằm ở dưới. Xin mời của những thiên thần thêm S vào. Rồi, mình sẽ cho nó tăng lên, ví dụ như là 72, 72 không đủ thì mình sẽ cho nó bự thêm ra tiếp. Rồi. Link stock mình có sẵn rồi, các bạn có thể tải về ha. Ở trong cái font Trezen này thì nó được một cái hay nữa là nó cho chúng ta cái này. Cái phần ví dụ như chữ S này đi, chữ S thường. Đây chữ S thường ha. Đây chữ S hoa. Các bạn có thể thấy là cái độ cân bằng nó không có, cái độ cân bằng nó không bằng nhau, tức là cái phần tất cả nó là hiển thị giống như là chữ viết hoa. Nhưng mà thực tế thì cái chữ viết khi mà chúng ta tạo một cái chữ viết hoa thì nó sẽ cho chúng ta kích thước nó tương đối cao hơn so với chữ thường. Cho nên là mình đang muốn nó có độ cân bằng thì ở cái chữ A này mình đã làm cho nó to rồi, tức là mình viết hoa cái chữ A thì cái chữ S này nó phải to theo luôn. Thì để hai bên nó cân bằng với nhau, chữ A này, chữ S này nó cân bằng với nhau như chữ D và chữ O. Đó, nó cân với lại chữ loss ở giữa thì bốn chữ này nó cân bằng với nhau. Rồi mình muốn làm cho nó ở giữa mà. Đó, thì mình sẽ chọn tất cả các chữ này. Rồi. CS6 bấm zoom in, muốn chuyển qua zoom out nhanh. Bạn mình thì cứ đè phím Z rồi click thôi. Zoom thì cứ đè phím Z rồi click thôi. Rồi ok. Theo không kịp rồi hả? Cái chữ này nó đơn giản, ví dụ như là mình bố cục sẵn, ví dụ mình muốn bố cục bên trái hay là bố cục bên phải hay là bố cục ở giữa, tức là mình có một cái trục ở giữa, mình sẽ tự hình dung trong đầu là ở cái trục của mình nó phải ở giữa, mình muốn nó cân bằng chẳng hạn. Và cái hai key, cái key của mình là cái gì, ví dụ như là trong cái chữ đấy cái chữ nào là cái chữ mà mình muốn nhấn mạnh, hoặc là chữ nào muốn nhấn mạnh nhất, chữ nào muốn nhấn mạnh nhì chẳng hạn. Vậy như ở trong cái chữ của mình đây thì cái loss và nó cái chữ angel đi thì nó là cái key, bởi vì cái chữ angel này trong cái tiêu đề ví dụ như là sự biến mất của những thiên thần đi thì những thiên thần nó phải là những cái key đúng không, thì nó phải là quan trọng nhất, cái chữ này quan trọng nhất thì nó có size lớn nhất. Và cái chữ loss, còn cái chữ the với chữ of này, cái sự với lại của, chữ sự với chữ của nó rất là, nó chỉ là cái phụ thôi, phụ cho những hai cái chữ kia là sự biến mất và những thiên thần. Thì cái chữ sự với chữ của này nó chỉ là yếu tố phụ thôi, thì mình sẽ cho nó thành nhỏ, nó dạng cu ly, cho nó nhỏ thôi. Nó cần hai bên chữ loss. Chữ loss này nó tương đối, chữ loss này tương đối là quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng chữ angel. Đó, cho nên là mình sử dụng cái chữ loss nó cũng to nhưng mà không to bằng chữ angel, nó nhỏ hơn. Thì mình sẽ cho chữ the và chữ of nó cần hai bên so với chữ loss, và chữ angel tương tự mình sẽ để nó ở giữa. Thì các bạn có thể thấy là ở đây nó đang cân bằng, bố cục là cân bằng ở giữa đúng không, hai bên nó đều nhau, hai bên đều nhau. Vậy là xong. Như cái angel này các bạn khó tính hơn chút nữa chẳng hạn, các bạn xem ở cái chữ A với chữ N này so với chữ N chữ G, chữ A chữ N so với những chữ khác á, thì chữ A với chữ N cái chân này nó đang là khít vào nhau và mình sẽ phải tách nó ra để mà cho nó hài hòa hơn. Thì ở đây nó có một cái thuật ngữ người ta gọi là kerning. Kerning thì nó cho chúng ta chỉnh ở đây, ví dụ như các bạn không thấy này đi, các bạn vào Window ha và chọn là character, character đây, character nó sẽ hiện ra và cho nó tăng lên một chút xíu, ví dụ như là hai. Ôi cha, sao nó không, hôm nay không cho kênh rồi. Ok, không sao. Thì đó là cái cách mà chúng ta bố trí cái chữ. Ok ha, sau sau khi bố trí xong mình sẽ thêm cái mình sẽ thêm cái hiệu ứng. Những cái hiệu ứng này thì mình muốn cho nó có cái thêm hiệu ứng này ha, và mình sẽ zoom vào chút xíu mình thấy cái chữ angel.
và mình sử dụng cái layer style, sử dụng những cái layer style bình thường thôi. Ví dụ như là mình tạo cho nó bevel and emboss chẳng hạn, chúng ta sẽ cho nó độ sâu tùy soften là độ cứng, mình cho nó cứng luôn. Đây mình sẽ điều chỉnh lại những cái thông số này, nó tương đối là đơn giản, không có gì. Rồi, cái góc rồi à, cái này không đẹp mấy, không đẹp. Rồi tạm tắt đi. Statin như vậy lanh, vậy lanh thì làm gì có cái nào trong này ta. Ok, Interground sử dụng màu trắng à, mình muốn màu trắng thôi, không có muốn cái màu gì nó lấn lấn vào đây gớm. Thì mày máu như các bạn sử dụng những cái trong này nhiều riết rồi nó cũng ra được cái bạn muốn thôi. Ok, smooth dry hard, à, mình muốn nó phải cứng cứng, sử dụng cái technique khác ha. Đẹp rồi sau đây rồi đấy, phải tương đối rồi đó, tương đối chưa ta, thêm cái gì không ta. Drop shadow outer ground, drop shadow hơn, drop shadow chúng ta sử dụng cho nó có cái gần 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 này tương đối học thấy gớm mà. Mình thấy tương đối và là ok rồi, như thế này ok rồi. Click ok, tạo thêm một cái rất là đơn giản, nó chỉ dùng cái bevel and emboss và sử dụng cái technique, cái quan trọng là sử dụng try hard ra, bởi vì mình đang muốn nó có cái độ cứng nhất định. Và đây mình sẽ cho nó khác cái độ góc đi một chút xíu. Xéo quá, nó đẹp hơn. Rồi giảm bớt đi. Ok. Rồi, tạm thời là xong. Đây mình sẽ làm nhanh bằng cách bấm chuột phải ha, và chọn copy layer style cho những cái chữ còn lại cho nó nhanh. Mình không cần phải làm đi làm lại. Paste layer style ha. Chọn hai cái này, bấm chuột phải và chọn paste layer style. Là xong. Là xong cái chữ. Ở đây mình sẽ thu gọn cái này lại cho nó bớt đi, mình thấy nó dưới rồi, mình thấy chữ ở đây nó tương đối nhỏ, các bạn sẽ chọn tất cả và chọn là Ctrl T và đè phím Shift và kéo ra, hoặc là cho nó chắc ăn muốn không nó bị di chuyển, tức là giữ lại cái trục này, chúng ta sẽ đè phím Shift và Alt+S và đè kéo ra, thì bạn có thể thấy là nó sẽ kéo ra từ tâm rồi. Ok rồi, tạm thời xong cái chữ. Ở đây thì xong cái chữ đây ha, và mình sẽ thêm cái một lớp khói vào cái chữ này nữa để cho cái chữ đó nó hòa hợp với lại cái stop luôn. Siêu internet đúng rồi, em nói siêu internet mà. khó tính quá. Mình sẽ cầm và kéo những cái sử dụng cái stop khói nào, cái này đi, cái này đẹp này, kéo vào. Rồi, mình sẽ để nó ngang ra chút xíu. Mình lấy cái vùng ở giữa này ha. Đó, kéo nó ngang ra chút xíu và mình sẽ cho nó đè lên cái chữ Enter vậy đó. Enter. Và đây mình sẽ sử dụng là bấm chuột phải ha. Chọn là Rasterize Layer. Rồi thì mình sẽ desaturate, bởi vì các bạn có thể thấy là ở đây nó có tương đối nó xanh xanh, nó vàng vàng, và mình không thích, mình muốn nó trắng đen. Cho nên mình sẽ là Ctrl Shift U. Và nó sẽ sử dụng, nó sẽ tạo ra cái là desaturate, tức là chúng ta phải edit á. Không không sorry. Vào image adjustment và desaturate nó tương đối Shift Ctrl U y chang. Chúng ta sử dụng là screen. Các bạn có thể thấy là nó tương đối nó ăn nhập vào trong cái chữ của chúng ta ở đây.
keo xuống chút xíu cho nó hợp. Đấy. Rồi mình muốn cho nó tương đối mở đi chút xíu, bởi vì các bạn có thể thấy là những cái cạnh này nó đang tương đối là kiểu lấn át, mình không thích, cho nó mở đi chút xíu. Rồi ok, và giảm opacity đi, và chờ thì cho nó chạy. À rồi ok, đấy là xong, giảm bớt opacity đi. Rồi các bạn có thể thấy là cái chữ làm xong rồi ha. Ở đây thì mình sẽ thêm một cái flare, tức là thêm một cái lá 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 cho cái chữ nó có hiệu ứng cine một chút xíu. Ta sẽ cầm cái flare này ha, có một cái flare có sẵn trong này, các bạn cầm kéo vào, kéo thả vào thôi. Click ok, enter ha. Đây có cái này, mình sẽ bấm chuột phải ha, chọn rasterize layer và để cho nó chế độ là screen. Sau khi screen xong thì chúng ta sẽ move cái này nó. Oh, sorry. Hình như cái CC Talk của mình đang có vấn đề. Rồi được rồi. Nên tự nhiên nó bị đờ. Rồi tạm thời ở bước này mình sẽ lưu lại cái file này ở đâu đấy ha. Tốt nhất chúng ta nên lưu lại thường xuyên. Ví dụ như cái này là poster. Streaming lưu lại thường xuyên ha, vì mất công đang làm cái nó cái bục một phát kiểu bị hỏng. Ok được rồi. Chắc có rớt mạng. Rồi mình vừa làm lại rồi. À, thấy chưa? Thấy chưa? À, thấy hình chưa? Rồi ok rồi ha. Tiếp nãy mình đang nói tới cái flare. Vừa kia chúng vừa rồi thì mình đã cầm cái flare này ha. Cái flare trong cái bộ stock của chúng ta cầm kéo thả vào. Thì chúng ta sẽ có cái này. Các bạn có thể thấy là cái flare và sử dụng là cái screen. khói biến màu. Khói biến màu ha. Ok được rồi, đây ok, mình sẽ làm lại sau. Thì như cái screen này ha, mình sẽ kéo thả nó vào đâu đấy trong cái này chẳng hạn, để ngay trên chữ E chẳng hạn, thì nó sẽ cho chúng ta cái hiệu ứng dạng như bắn sáng ra. Rồi đứng tiếp rồi ha. Đứng rồi Phong ơi, con thấy Phong ơi. Mọi người thấy không? Có mình chị bị đứng thôi. Rồi ok. Rồi ok, mình sẽ sau khi đã xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cái phần smoke, cái phần khói ha. Nó bị những cái khói mà nó bị ám màu, ví dụ như là cái khói này chẳng hạn. Đâu rồi. Ok, mình sẽ ví dụ như là cái khói này chẳng hạn, các bạn có thể thấy là cái khói này nó đang bị có một cái màu xanh, cho nên là khi mà chúng ta thêm cái screen này chẳng hạn, có thể thấy là nó vẫn còn lại cái màu xanh đấy. Ok ha, chúng ta thấy cái màu xanh đấy thì mình muốn là cái màu xanh nó phải mất đi, bởi vì cái khói này mình chỉ muốn lấy là màu trắng thôi, mình chỉ muốn khói trắng thôi, không có cái màu gì vào đấy hết. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái chức năng là desaturate, tức là giảm saturation đó, giảm saturate đó. Thì mình sẽ làm bằng cách là chúng ta vào image adjustment và chọn desaturate. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta vừa nãy chúng ta cầm và kéo vào, tức là Photoshop nó hiểu là chúng ta place,
thì cái hình mà cái layer mà chúng ta cầm kéo vào á, thì nó sẽ mặc định, nó sẽ biến đổi thành là smart object. Và trong cái smart object này thì cái lệnh desaturation này nó không có thực hiện được, cho nên chuyện việc chúng ta là phải biến đổi cái smart object đấy thành cái layer bình thường như những cái dưới. Thì cách của chúng ta là bấm chuột phải với cái layer smart object và chúng ta chọn là rasterize layer, click vào thì nó sẽ biến lại. Ok ha, thì ở đây thì cái icon nó đã mất rồi, tức là đây là một layer bình thường rồi. Chúng ta có thể vào image adjustment và chọn desaturize. À, các bạn có thể thấy là những cái màu nó bị khử hết đi, sử dụng màu trắng thôi và nền đen. Bạn bấm sử dụng screen thì ở đây các bạn có thể thấy là ở cái màu xanh hồi nãy nó không còn rồi. Ok ha, thì đó là cái cách đổi màu. Rồi tiếp tục, những cái hình cái gì cái flare này chẳng hạn, thì bây giờ mình muốn không có muốn nó màu màu xanh, mình muốn cho nó màu này màu gì, màu đỏ đi, như cái hình mình đã làm, thì chúng ta sẽ sử dụng là hue saturation. Tiếp theo để phím alternate, click vào đây và chọn clipping mask. Ở đây mình muốn đổi thành màu gì được thì cũng được, ví dụ như là đây tìm màu đỏ, màu đỏ đâu, màu đỏ nào đẹp đấy, cái flare này có vẻ nó không đẹp lắm thì phải. Chọn master đây nha, ai da, thôi để màu xanh đi. Ý là mình sử dụng cái hue saturation nó đổi được. Ở đây cái background này mình không muốn cho cái background nó quá nổi, và mình muốn tạo cái cảm giác là nó hơi mù mờ đi, thì nó tạo cái cảm giác là nó hơi ảo ảo á, thì nó sẽ hay hơn. Đối với mình thì mình cảm thấy như vậy. Tất nhiên mà nếu các bạn cảm thấy là cái background này mình muốn cho nó rõ lên chẳng hạn, thì mình có thể giảm bớt cái opacity của cái khói đi. Tùy, các bạn có thể chọn cái màu khác, nhưng nó chỉnh lại được mà, chứ tự chỉnh đi. Ctrl T, remove, không, cho nó nhỏ lại chút xíu, to ra chút xíu tí, sao cũng được. Ok, mình sẽ đặt nó vào intro, chữ lost ta. Tùy các bạn đặt đâu cũng được, mình thì thấy để chữ E nó tương đối nó hay, để chữ E, enter. Rồi, các bạn tùy cái gì cũng được. Đúng rồi, mình cần cái khói ám background mà. Ví dụ như là bây giờ trong trường hợp mà các bạn không muốn có khói ám background đi, thì các bạn phải để ý một cái như thế này, là những cái background nó không được phép cắt phạm vào trong cái mô đông của mình. Ví dụ như ở đây mình mặc định là sau khi mình làm xong cái background này mình thêm rồi á, thì mình sẽ thêm cái khói vào cho nó gọi là mù mờ đi, thì nó không có bị tức là mình tạo cho nó cảm giác nó nó ảo á, nó cái background nó mờ mờ đi, thì mình không cần để ý tới những cái chi tiết khác của background. Nhưng mà ở đây ví dụ như các bạn không muốn cho nó mờ ảo, các bạn muốn cho cái background nó rõ ràng như vậy chẳng hạn, thì các bạn phải để ý. Ví dụ như ở đây cho có một cái cành cây nó đang chọc vào cái đầu của thằng thiên thần này, thì nó có thể thấy là như cái việc chúng ta chụp hình chẳng hạn cũng hay như vậy, không phải né những cái cột hay là những cái thanh chắn gì đó nó cắt vào cái phần đầu hay là phần người của mẫu, thì ở đây cũng vậy, cũng là manip cũng phải như vậy thôi. Đó là cái bố cục, chúng ta không để cái gì cắt phạm vào thì nó không có hay. Sau khi thì đấy là cái cách như vậy. Ví dụ như là mình làm mờ đi, chúng ta phải di chuyển nó ra một chỗ khác chẳng hạn, không để cái cây này, hoặc là chúng ta xóa cái cây này, cái cành này đi đó, thì đó là cái cách làm. Ok, tới đây là tới đây là tương đối rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một chút, ví dụ như là cái cánh này nó đang là hơi liền lành, thì mình sẽ thêm cái hiệu ứng đó là hơi nát 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 nát, kiểu đang cháy 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 á. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái này, ví dụ cái cánh của mình đâu rồi, đây cánh của mình đây, lên đây ha. Mình sẽ thêm một cái stock, đâu rồi, stock này đây. Ok, mình sẽ sử dụng cái stock này, cầm kéo thả vào. À, cái màu đỏ đỏ, mình cần cái màu đỏ đỏ vì nó hay. Click enter ha, và đây mình cũng sẽ chọn screen hoặc lighten,
sao đấy tùy các bạn. Như ở đây mình ví dụ như là xài screen đi, xài screen có vẻ hay á. Cũng rasterize nó luôn, rasterize cho thành layer thường ha, và đè phím Ctrl L. Và đây mình sẽ chỉnh lại một chút xíu cái phần nào bị tối thì kéo nó lên chút xíu chẳng hạn, là vậy thôi. Tí bạn là chúng ta có thể kéo chỉnh tới khi nào bạn thấy vừa ý là được rồi. À, các bạn là ok rồi, lấy ok. giảm bớt cái opacity đi, rồi tạo cái clipping mask để phía Ethernet ha, rồi kích vào giữa thì những cái này nó liền vào đây, liền vào đây, tức là nó chỉ áp dụng ở cái cánh thôi. Sau khi giảm opacity rồi, chúng ta giảm opacity đi tiếp. giảm rồi xong là tương đối xấu, những cái vết vết này nó hơi mạnh rồi, mình xoay như vậy thôi, nó có cái mờ 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 như vậy thôi. Mình sẽ tăng nó lên chút xíu lại đi. Giảm đi rồi, ok, tạm thời là được. Tiếp theo thêm gì nữa ta? Ok, tạm thời là như vậy là tương đối ổn đi. Thì bây giờ mình sẽ thêm một số cái layer, thêm một số cái hiệu ứng khác, ví dụ như là có những cái bay bay. Thôi được rồi. Tới cái stock xích. Nãy có bạn nào yêu cầu làm cái xích này chẳng hạn, chắc coi 50 set of 50 sắc thái cái bị ám ảnh những cái xích xích. Ok, mình sẽ cái cơ đẻ đi, lát nữa mình sẽ cần tới đấy. Ở đây mình sẽ lấy cái xích này ra. Cách tốt nhất cũng là chúng ta sử dụng pen tool, ta lấy xích, nhưng mà ở đây mình sẽ sử dụng cái quick selection, cảm thấy nó tương đối tốt. Control J nhanh lên, ai có thể coi này, cầm kéo qua rồi. Mình sẽ cho nó phải lên trên cái phần người, rồi ta sẽ xoay bớt đi. Xoay nó, cảm thấy nó ổn rồi thì chúng ta cho nó nhỏ lại. Chúng ta sẽ để phím Shift Ethernet ha, cho nó vào tâm. Ok, để Shift Ethernet khóa lại, chói tay chói chân phải làm gì đấy. Ok, mình sẽ zoom nó vào, thấy nó vẫn hơi bự. Cần chân tê tiếp ngang ra. Ok, ship Ethernet kéo vào cho nó vừa khóa vào cái tay thôi. Rồi ok, mình thấy đây xong. Bây giờ mình sẽ tạo một cái clip, không phải cái layer mask, và chọn là brush màu đen. Còng số 8 và roi ngựa đấy chứ. Rồi đây mình sẽ dùng brush màu đen và bôi xóa đi những cái brush màu đen, bôi xóa đi những cái phần vào tay ha. Rồi bây giờ lại bôi lại vào tay thôi, bôi lại màu trắng ha. Đó, tương đối ổn. Đây là có cái khóa. Tiếp theo là cái xích, mình xóa luôn những cái phần này đi ha. Dùng brush màu đen vào cái layer mask và bôi màu đen lên những cái phần chúng ta muốn bỏ. Rồi. xong, mình sẽ thêm cái stop đâu rồi, cái roi. Không phải. Không phải. Lại đứa nào nói roi. Đây, sợi dây xích. Ta có cái sợi dây xích này ha. Để cầm kéo vào. Rồi. Tiếp tục phải sử dụng pen tool. Ở đây mình sẽ phải chọn những cái vùng chi tiết này, nó rất là khó. Phải cứ phải cắt 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 tới khi nào đủ cái độ dài người ta yêu cầu. Ví dụ như vậy, cứ cắt 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 vậy. Ok, ở đây mình sẽ dùng luôn cái cái
có sẵn. Không phải cái này. Đây. Không phải cái này. Dây xích đâu? Đây. Mình sẽ sử dụng cái dây xích mình cắt rồi. Đây, sau khi người ta đã có chị gato có chị con gái gì không đẹp trai được bằng người ta. Rồi ok, mình đã tạo xong cái này, ví dụ như là đây mình rồi. Ví dụ như đây các bạn cắt ra như vậy đi. Thì chúng ta sẽ cần phải cho nó hòa hợp lại, mình sẽ dùng brush màu đen và chúng ta tô bớt đi những phần mà bị che. Cái gì cần che thì che. À, dạ. Rồi ok. Rồi, xong. À, sau khi chúng ta ghép xong ha, thì tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cái xích, ví dụ như ở đây mình cái cọng xích. Xích. Rồi đó. Thì chúng ta có cái cọng cái xích rồi ha. Sau khi đã copy sau khi đã cắt thả đủ các thứ vào đây rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm cho nó hòa hợp với lại cái stop và làm cho nó hòa hợp với nhau. Ta sẽ sử dụng curve, công cụ thần thánh. Mình sẽ tạo clipping mask, mình sẽ đặt cái curve này ngay trên cái layer cọng ha, và mình cho cái shadow này nó phải tối đi chút xíu, highlight cho nó lên chút xíu chẳng hạn vậy. Tùy. Ở đây mình sẽ cho nó tương đối lạnh lạnh, à không, nó phải nóng nóng, bởi vì nó hòa hợp với cái màu ở gần nó nhất, tức là đây cái vầng da thì nó hơi màu cam cam, nên mình cũng sẽ tạo cho nó hơi hơi có màu cam cam. Ok, có link stop rồi ha. Bạn nào share lại cái link stop giúp mình. Rồi ok. Nói xong quăng một đống. Ok, mình đã có rồi. Bây giờ thì đó là một cái curve cơ bản thôi. Ta có thể thấy là nó ok, ngon lành rồi. Chúng ta sẽ tạo tiếp cái layer mới bằng cách là Ctrl Shift N. Layer mới ở đây là mình sẽ ok. Thì cái cách mà mình làm ở đây là lý do là mình muốn cho ở trong này có một cái vùng tương đối nó đen đen tối tối đi. Thì cái này mình sẽ làm cho cái bóng của cái cọng nó vào trong cái bóng của cái cọng nó vào trong cái phần da tay người. Mình sẽ tạo một cái brush mà có độ hardness là độ mềm á, bằng 0% để cho nó mềm mượt nhất. Ok, và mình sẽ vẽ một cái nhẹ nhẹ ở đây, cái ở dưới cho hết vậy, và để là overlay và shop line có vẻ đẹp. là multi fly như vậy. Đi fly là hơi tối. Ok, vậy được rồi. Nó ví dụ như vậy. Muốn che phải add layer mask trước đã. Sao brush cũng che, không che được. Muốn che cái layer mask, nó phụ thuộc cái layer mask ha. cái đó là một cái kiến thức cơ bản. Nên là, ví dụ như là đây cái phần tay xích này, các bạn có thể thấy là đây nó đang có cái cảm giác là có cái màu xanh lá cây, có vẻ hơi nhiều. Nên mình sẽ cũng sử dụng curve và chọn clipping mask, bởi vì nó nằm ngay trên cái phần xích ha, và vào cái kênh green và giảm bớt cái màu green đi, giảm bớt đây tí chút xíu thôi. Đâu rồi, rồi các bạn có thể cảm thấy là nó tương đối ổn. Hay sao? Sao chị hai cái này có thể cảm thấy nó chưa có là nó chưa có đồng đều với nhau lắm, nhìn nó như thế nào. Ok, mình sẽ hay cái phần phía sau cái cọng sát cái cánh nó sáng quá. Ok, hiểu rồi, cái từ từ chị làm gì gấp thế. Mình sẽ tạo tiếp cho cái phần này và
cho nó giảm bớt sáng đi cho xíu, cho nó mờ mờ giống kiểu cái còng, mờ mờ đi giống kiểu cái còng cho nó sao đầu nó lên chút xíu. Ok xong. Ai chà, đó là xong cái cầm và cái khóa. Ở đây chúng ta có thể chúng ta sẽ nhân đôi cái này lên và lặp lại, ví dụ như cái xích cái cầm này. Ok ha, mình sẽ nhân đôi nó lên. Tốt nhất là mình cho nó vào trong một cái phần cái group dễ, group 1, group 2. Xích cái cầm, từ cái cầm tới cái xích, cầm kéo cái group, nhân đôi group này lên, bấm chuột phải chọn duplicate một được rồi. Mình sẽ cần chuột T này, chọn flip horizontal tức là lật theo hướng ngang, là có cái phần này. Đó, nó cầm kéo vào thôi. Nhanh, ví dụ hai thằng này nó gần gần giống nhau thì nó xử lý cũng nhanh thôi. Rồi ok, ví dụ như vậy. Lát nữa các bạn nào cần thì chúng ta chăm chút thêm như bên này. Rồi kia phần này quay trở lại với lại cái cánh. Các bạn có thể thấy là ở cái cánh này nó đang là nằm phía dưới với cái cánh tay và cái xích, cho nên là cái cánh ở dưới này nó phải hơi tương đối tối đi một chút xíu. Thì ở đây cái cách là chúng ta sẽ đâu rồi tạo cái curve làm tối, kéo nó xuống chút xíu, kéo xuống này nha. Đấy, ok, và nó đang có cái layer mask rồi. Các bạn sẽ Ctrl Y tức là đảo cái vùng màu, đảo cái màu trắng của cái layer mask này từ màu trắng thành màu đen. Ta sử dụng brush màu trắng và làm cho nó hiện cái curve giảm sáng hồi nãy và trong những phần mà chúng ta muốn cho nó không có sáng. Giảm sáng bằng cách mà chúng ta sử dụng cái curve giảm sáng đi thì nó sẽ cho chúng ta một cái kết quả nó thật hơn so với việc là chúng ta tạo một cái layer, cái new layer màu đen và chọn những cái blending mode. Theo kinh nghiệm của mình là vậy. Thôi, nó vào chưa? Đây là không có này, đây là có này. Rồi, ok, vậy là được rồi. Nó để tạo cho nó đậm hơn chẳng hạn. Tùy. Đậm hơn chút, nó không đẹp. Mình nó vừa vừa thôi. Ok, xong. Thì đó là xong cái hiệu ứng này. Bây giờ mình sẽ thêm một chút hiệu ứng, ví dụ như là có một chút cái lửa lửa nó bay cái có cái phần nó gọi là cái gì, cái bụi lửa đó cho nó bay bay vào trong. Sẽ cho nó phóng to lên một chút xíu, mình chỉ lấy cái phần là lửa này thôi. Rồi cầm kéo lên và cho nó nằm lên trên cái phần người luôn, trên luôn cả phần chữ luôn, để mà nó có cái bay bay và cái lửa. Rồi mình sử dụng là screen. Đúng rồi, nãy giờ mình làm rất là nhiều mà trong cái file này mình để A3 nữa, nó lớn lắm đó. Cho nên là các bạn làm nhớ để ý, ví dụ máy bạn chịu không nổi á, chịu không nổi thì đừng đừng làm quá, không thôi nó cũng không ổn, lại kêu là tại thằng Phúc dụ làm A3. Giờ các bạn làm nhỏ nhỏ kiểu để A4 thôi chẳng hạn, mình sẽ sử dụng màu brush màu đen và bôi bớt cái phần cần đi. Ê, không cần move nó qua một chút xíu. À, ví dụ vậy. Đây sẽ có cái này. À, nó có cái chút than bụi bụi đấy ha. Chịu không nổi thì thôi. À, là sau khi chúng ta xong. À, bây giờ thì mình sẽ xong cái phần này và xong phần nền này ha. Thì bây giờ mình sẽ tạo một lớp blend nó lại một chút xíu, blend lại một chút xíu ha. Mình sẽ sử dụng đâu rồi, channel mixer, mình sẽ chọn lại một cái preset nào đấy, ví dụ green chẳng hạn, và giảm opacity đi. Ok, tạm ổn. Sao rồi, các bạn cảm thấy nó là sao? Nó cứ giờ giờ ương ương thế nào orange. À, cái này ổn hơn. Cái phần mà channel mixer này thì
nó ứng dụng cho việc in ấn là nhiều, nhưng mà đa phần mình lợi dụng nó để mình tạo cho nó một cái lớp là giảm saturation, nhưng mà nó có thêm cái contrast tương đối hay nên mình sử dụng. Rồi ok, là xong cái phần này mình có thể sử dụng color blank chẳng hạn, mình cảm thấy nó đang hơi lạnh, mình cho nó tổng thể nó lên một chút xíu, ví dụ như là ở phần mid-tone thì cho nó hơi ấm, phần highlight thì mình lại cho lạnh. Như mình đã nói hồi trước là những cái phần blending này thì đa phần mình luôn luôn cân bằng những cái việc là cái vùng tối và vùng sáng. Cái màu sáng ví dụ như là ở phần shadow mình đang sử dụng màu nóng đi, thì ở phần highlight tức là phần sáng này mình sẽ sử dụng màu lạnh, thì hai cái nó cân bằng lại. Một cái ví dụ ở phần tối là màu nóng thì phần sáng là màu lạnh, hoặc là màu lạnh ở phần tối thì màu nóng ở phần sáng, vậy thôi. Nói chung là chúng ta sẽ cân bằng giữa cái nóng và cái lạnh, thì lúc nào mình nhìn một cái hình ảnh nó sẽ hài hòa hơn. Còn cái việc mà chúng ta sử dụng nguyên một tông màu nóng hoặc là nguyên một tông màu lạnh thì chúng ta phải cẩn thận, tương đối khó hơn so với việc chúng ta làm theo cái cách của mình. Chỉ ví dụ như vậy, mình sẽ cho nó lạnh lạnh đi chút xíu. Rồi xong. À, các bạn đây, các bạn có thể thêm những cái gì đó cho nó hài hòa chút xíu, ví dụ như là như cái này của mình chẳng hạn đó, mình có thêm khói rồi nhấn nhá mạnh hơn, rồi thêm một cái sẹo đó, thì những cái cách làm y chang như vậy thôi. Chúng ta sử dụng những cái công cụ rất là đơn giản và cơ bản, chúng ta không cần phải cái gì gọi là quá không có cái gì quá sao. Đấy, cái phần bóng cây thì nó chỉ là cái nền thôi, mình muốn nhấn mạnh với người chủ yếu, còn cái nền thì có là được rồi. Cái nền là có là được rồi, mình không có cần thiết vì cái gì cái nền. Ok, ví dụ như là các bạn muốn cho cái nền mà nó lên một chút xíu chẳng hạn, vậy có thể tăng độ contrast cho cái nền. Che đẹp của cao mà cho thêm sẹo, hồi nào của cao. Rồi thì đó là xong cái về những cái cách làm của mình về cái hình này, thì mình sẽ share cái PSD của cái hình chính gốc của mình mà mình làm luôn cho các bạn nghiên cứu cho nó rõ ràng hơn. Rồi sau đấy nhớ lấy cái stock mà mình share đấy, làm lại từng bước, rồi thêm mắm thêm muối, rồi thêm những cái mà các bạn thích vào. Ví dụ như là không có làm hình dọc thì có thể làm hình ngang, hoặc là sao lại cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn. Rồi ok, đó là xong cái phần mà ngày hôm nay. Các bạn có thắc mắc gì hay không? Rồi, mọi người có thắc mắc gì nữa không? Mọi người ơi, 38 người. 38 người. Còn ai có thắc mắc gì không, mình hỏi luôn đi để mình trả lời. Mình cũng 11 giờ rồi, mình cũng 1 tiếng rưỡi rồi. Ok, mình có thắc mắc gì thì mình cứ chat nhanh ở đây luôn ha, cho nó có cái bước nào mà mình cảm thấy là chưa rõ, hay là mình cần làm rõ thêm những cái chi tiết gì hay không thì cứ nói mình sẽ giải đáp. Rồi tam lết tam 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 tạm lết hay là tam lết gì à, tâm lê. Rồi có làm bài khác không? Cơ bản là đã biết cách làm. Mình sinh năm 94 rồi, cái cơ bản biết cách làm. Có làm bài khác bài khác ha, mình có một cái mình làm có 1 tiếng rưỡi rồi. Nếu ghép quần áo cho nhân vật mặc làm sao tự nhiên được? Nếu ghép quần áo cho nhân vật thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải biết được cái công cụ warp, tức là cái đây này, cái gì rồi, cái warp ví dụ như là cái cánh này chẳng hạn, warp cả chân tay ha và warp ha, thì đây chúng ta sẽ phải cân chỉnh lại, tức là chúng ta phối màu lại ở cái màu nào thì nó cái chi tiết nào thì nó phải chuyển động theo, thì cái chuyển động theo cái người chẳng hạn, như là trừ những cái sắt
Bởi vì đa phần những cái mà stock mà chúng ta tìm trên mạng về những cái hình quần áo ấy, thì nó lại thường là không phù hợp với lại cái hình người. Tức là ví dụ như là cái hình người ấy, nó đang đứng ở cái góc 45 độ, nhưng mà cái khác này nó lại đứng ở cái phần khác chẳng hạn vậy, thì nó không có hay. Làm sẹo ha, 1 tiếng rưỡi rồi. Làm sẹo. Ok, thế thì làm sẹo luôn. À, mình sẽ sử dụng cái stock. Đây có cái sẹo. Chống chỉ định bác nào sợ mình sẽ cần chọn đây. Move nó lại một chút. Thiên thần không mặc quần áo. Thôi được rồi, cái mặc quần áo này mình để tuần sau đi, mình sẽ nói rõ hơn nha. Còn bữa nay thì ok, mình sẽ tạo cái layer mask. Cần chọn y, bỏ hết đi. Cần chọn y, mở hết lại. Và mình sẽ bôi màu đen vào những cái chỗ này. Rồi, sau khi bôi màu đen xong, mình sẽ chọn đây Ctrl Y. Đảo ngược lại. Ok, mình có cái sẹo. Bây giờ mình sẽ giảm nó lại một chút xíu. Cho nó nghiêng nghiêng đi. Chẳng hạn vậy. Ok, xong rồi. Ngồi đây. Ok. Và đây mình sẽ để chế độ là không phải supply. Bữa làm tối, bữa làm tối ví dụ mình để overlay đi thì nó không hay lắm. Shop line, tìm cái gì rồi quên rồi. Green color dot thì chắc chắn là không phải rồi, nó sẽ làm sáng rồi. Line near line, chẳng hạn. Mình để shop line cũng được, mình chơi lên. Hả? Làm lại ha. Ok, làm lại nè. Ok, cái gì bạn coi lại clip này ha, thì nó hay hơn. Ý ở đây là mình nghiêng vậy là chém bằng tay trái, thằng thì chém bằng tay phải thuận hơn. Mình chả liên quan. Giờ đây chúng ta có thể sử dụng là Ctrl J cho nó nhân bớt lên, và mình sẽ phủ cái màu đen cho nên cái này bằng phủ màu đen. Ví dụ ở đây màu đen đang là ở foreground, mình sẽ phủ màu đen bằng cách Alt Delete màu đen và sử dụng là brush màu trắng và cái layer mask này ha, và rạch vào những cái đường rạch vào những cái đường mà chúng ta muốn. Rồi giảm bớt đi, thôi opacity giảm đi. Chúng ta cứ làm thêm cho nó phù hợp, ví dụ như là thêm một những cái bước ở ngoài chẳng hạn. Ở đây mình sẽ tạo ra một layer mới ha, và chọn là overlay dùng màu đen luôn, sẽ bôi một lớp ở đây và giảm opacity đi, nó tương đối. Thì đây các bạn có thể nghiên cứu thêm và về cái PSD mà mình gửi cho các bạn. Thì các bạn có thể nghiên cứu thêm cái PSD ha, thì nó sẽ hay hơn. Như ở đây mình sẽ group nó lại rồi mình đổi màu lại một chút xíu, ví dụ như là hue saturation mình muốn cho màu đỏ nó giảm bớt đi chẳng hạn, mình sẽ giảm giảm màu đi cho nó phù hợp hơn. Out này. Đâu rồi? Chơi với cái group ha. Và clipping mask cái này vào group. Đây mình sẽ giảm bớt cái màu đỏ đấy đi cho nó vừa tới phù hợp thôi. Sao máu me dữ. Được rồi, tại vì đang có 1 tiếng rưỡi rồi, tương đối trễ rồi. Tạm thời mình dừng đi, mình không có làm thêm nữa. Ở đây mình sẽ gửi cho các bạn cái PSD này luôn. Rồi ok, bây giờ các bạn còn thắc mắc cái bước làm nào nữa hay không thì nói mình sẽ hướng dẫn lại.
làm rõ thêm thôi chứ không dẫn lại về về cái clip này thì mình sẽ up lên sau. Các bạn có thắc mắc bước nào không? Rồi ok, vậy là mình chấm dứt cái bữa buổi ngày hôm nay ha. Rồi. Giờ tạm ngừng làm đã. Phông chữ hả? Rồi phông chữ mình sẽ gộp chung với lại trong cái file PSD luôn, ở trong chung với cái folder PSD này các bạn có thể tải ha. Mình nó tên là Trajan Pro. Trajan Pro.